hôm nay nha mọi người, mình thấy là các bạn đang phân vân giữa lựa chọn dòng Vision này. Đấy, XH Vision thì nó nhỏ quá. Đấy, XH thì nó cao quá, nó bề ngang nó hơi to nha mọi người. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một em xe nha, AB. Đấy, gọi là A Black nha mọi người. Đấy, em này vừa nè, phù hợp cho tất cả mọi người này. Đấy, thứ nhất là em này thiên về dòng gia đình nhiều nha mọi người. Đấy, AB là thiên về dòng gia đình nhiều, vừa nhỏ gọn này. Đấy, giá lại tầm trung cho mọi người nữa, rất là thích hợp nha mọi người. Mi sẽ cập nhật về giá hai em này ha. Em này đó, ở phía bên đây mi sẽ làm một em màu 125 này. Đấy, em màu đỏ đen này. Đấy, và em 160 nha mọi người. Đấy, mi sẽ cập nhật về giá hai em này nha. Đấy, em 125 hiện tại đang có giá là 42 triệu đồng thôi mọi người. Và đối với phiên bản em 160 sẽ có giá là 56.500.000 nha mọi người. Mua góp các bạn chỉ cần đưa trước cho mi tầm 3 đến 4 triệu thôi. Và nếu các bạn nào có điều kiện hơn nữa thì mình trả tầm 40% ha. Mi sẽ hỗ trợ các bạn nhận luôn cả về gốc này. Đấy, mình đi đường cho an toàn hơn nha mọi người. Và cái điều đầu tiên mi sẽ nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mi ha mọi người. Địa chỉ cửa hàng của mi nằm tại ngã tư công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn nào ở xa không biết vị trí cửa hàng của mi ở đâu thì có thể kết bạn Zalo với mi qua số điện thoại 0325 333 789. Mi sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn này cũng như là giải đáp các thắc mắc khi mà các bạn mua xe nha mọi người. Đây, phía bên đây sẽ là một em màu đỏ đen. Đấy, em này màu đỏ candy nha mọi người. Đấy, bạn nào mà thích cái sự may mắn thì có thể liên hệ với mi để chốt ngay em xe này nha mọi người. Đấy, màu thì được gọi là mi rất là bán chạy cái dòng này nha mọi người. Đối với dòng gia đình nha, các bạn biết tại sao được gọi là dòng gia đình không mọi người? Thứ nhất là vừa giá lại vừa rẻ này. Cái thứ hai là cốp xe rất là rộng nha mọi người. Đấy, một tí mi sẽ cập nhật về cho các bạn review cho các bạn xem nhiều ha. Đây, đầu tiên này các bạn thấy không? Màn hình nha, mi rất là thích cái mặt điểm ưu điểm của dòng AB này nha mọi người. Đầu tiên là cái màn hình này, các bạn thấy không? Màn hình trang bị LCD này. Đấy, có cái logo Honda này mọi người, nó lạ chưa? Đấy, rất là đẹp nha. Hiển thị đầy đủ khi thông số này. Ở bên đây là tích nhan hai bên này, cũng là điện tử nha mọi người. Đấy, giúp các bạn hiển thị khi mà mình đá nhan bên trái hoặc bên phải thì nó hiển thị cho các bạn đầy đủ hết ha. Đây, về phần khóa thông minh này. Đấy, có sử dụng khóa thông minh nha mọi người. Khóa thông minh nha, đắp bình xăng rồi được kế ở phía trước này, rất là tiện lợi và gọn gàng luôn ha. Trời ơi, đây nè mọi người, đây nè, cái điểm chính đầu tiên mình sẽ nói ha. Cốp xe rất là rộng nha mọi người. Đấy, được gọi là đã là xe của đại gia đình đó thì mọi người cần gì mà vân vân nữa mọi người. Cốp xe rất là rộng rãi luôn á. Ở phía bên hôm nay sẽ là một em 160. Trời ơi mọi người, em này cháy hàng cực kỳ luôn á mọi người. Đây, bảng màu xanh nhớt nha mọi người. Đấy, rất là đẹp nha. Ở phía trước được mạ vàng Honda này, 160 này, chạy là có bao mê thôi. Phanh là dùng phanh ABS nha mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không? ABS chống trơn trượt này cho mọi người nha. Trời ơi, thiết kế này logo nó khá là nổi nha mọi người. Cái màu vàng này, yên xe được thiết kế màu nâu nha. Thì đối với dòng này thì cốp xe nó như nhau nha các bạn. Nó chỉ khác nhau về cái phân khối thôi nha mọi người. Đấy, ví dụ như 125 này, 150 và 160 nha. Đấy, mua góp chỉ cần trả trước cho mi tầm 3 đến 4 triệu thôi là có thể đậu hồ sơ được nha mọi người. Và khi mà các bạn mua xe có liên hệ trước với mi á, các bạn sẽ được mi hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng từng thân xe nha. Dạ, tặng ngay lên combo và tặng cho các bạn 2 triệu đồng này. Đấy, 50% phụ kiện khi mà mình muốn gắn thêm mà lắp thêm ba ga này hoặc là những cái gì đó cho xe mình nó nổi bật hơn á thì cứ liên hệ với mi nha mọi người. Cảm ơn các bạn. À quên nữa, mi sẽ cập nhật về giá xe trong thời điểm tháng 12 này mọi người, rất là thích hợp để mọi người mua xe nha mọi người. Thứ nhất là kỳ biển số để về quê ăn Tết này. Các bạn thấy không? Cái này là đã giữa tháng 12 rồi đó mọi người, cho nên là mình còn chần chờ gì nữa mà mình không hốt ngay em xe này đi. Chỉ cần đưa trước 3 triệu thôi hoặc là 4 triệu thôi là các bạn có thể rinh ngay em xe này về rồi nha. Đấy, giá lại vừa rẻ này. Đấy, hồ sơ là mi đã bao đậu cho các bạn rồi nha. Đấy, rất là nhiều quà tặng ưu đãi khác đi kèm theo xe nha. Cho nên là mình nhanh tay nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi cửa hàng xe máy An Thành Phát và cũng như là kênh Gradient nha mọi người. Mọi người yêu thích mi có thể cho mi xin một nút like này cũng như một subscribe kênh để mi có thể tiếp tục cập nhật về giá xe cũng như là các cái mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng An Thành Phát cho mọi người cùng nắm ha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.